gốm sứ Kutani thời kỳ Edo, đĩa tranh trưng bày phong thủy cặp gà chống mái. Xin chào quý anh chị, hôm nay Gốm Nhật Tổ Kỳ lại tiếp tục gửi tới quý anh chị cùng sưu tầm và giao lưu cho một tác phẩm hết sức tuyệt vời của dòng gốm sứ Kutani, một chiếc dĩa mà phải nói từ là vô cùng hiếm gặp mà may mắn Gốm Nhật Tổ Kỳ có cơ hội sưu tầm được. Và hôm nay thì giới thiệu đến quý anh chị một chiếc dĩa vô cùng đặc biệt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của chiếc dĩa phong thủy cặp gà chống mái này luôn nha. Với trước tiên về phần đường kính của chiếc dĩa thì chúng ta sẽ có đường kính của chiếc dĩa sẽ lên tới là 38 cm, một con số rất là đẹp cả nhà. Tiếp theo thì hoa văn họa tiết ở trên chiếc dĩa này, chúng ta sẽ có trung tâm chủ đạo là một cặp gà chống mái được vẽ tỉa tót, được chi tiết từng chi tiết một. Tiếp theo thì xung quanh chúng ta sẽ có các bông hoa trà và ngoài ra thì có các loại hoa đẹp của Nhật Bản nữa. Và bây giờ thì em sẽ mời cả nhà chúng ta cùng coi sát cận cảnh của chiếc dĩa Kutani này luôn nha, để cùng cảm nhận vẻ đẹp tuyệt vời với gốm Nhật Toki. Từng chi tiết một trên những chú gà sẽ được vẽ vô cùng tỉa tót. Anh chị có thể thấy, nhà anh chị có thể xem vào phần chân chẳng hạn này, cực kỳ chi tiết luôn này, phần cựa này, rồi phần đuôi gà sẽ được vẽ vàng rất là đẹp. Đây, đây là chú gà trống và bên hông sẽ là chú gà mái ở đằng sau, trên cái nền hoa mẫu đơn và hoa đào của Nhật Bản rất là đã. Bên này còn có hoa trà nữa này. Đây là một chiếc dĩa phải gọi là rất là đã khi mà được vẽ tay với các đường nét vẽ men và vẽ vàng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có các đường nét sẽ được tỉa tót cực kỳ chi tiết nha. Anh chị có thể chiêm ngưỡng cùng với gốm Nhật Toki, anh chị có thể xem cận cảnh để cảm thấy cái nét vẽ của người nghệ nhân vô cùng là tỉ mỉ. Và đặc biệt đó chính là, có lẽ là em nghĩ rằng là anh chị rất là hiếm khi nhìn thấy một chiếc dĩa như thế này đúng không ạ? Một chiếc dĩa với phía mặt đằng sau là màu xanh. Và đây là chuyện ký Kutani cũng như là các nét vẽ hoa, hoa mẫu đơn, hoa cẩm tú cầu được vẽ đằng sau của chiếc dĩa này. Thực sự đây là một chiếc dĩa rất là hiếm gặp mà Gốm Nhật Toki có cơ may sưu tầm được. Thì hôm nay giới thiệu đến quý anh chị một chiếc dĩa vô cùng đặc biệt nha. Và nếu mà anh chị yêu thích về con gà này, rồi yêu thích về chiếc dĩa cổ dòng gốm sứ Kutani này, thì có thể cùng giao lưu sưu tầm với Gốm Nhật Toki. Mọi thông tin chi tiết thì anh chị có thể giao lưu qua số Zalo của em nha, 0901 112 334. Rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tác phẩm sưu tầm tiếp theo của Gốm Nhật Toki.